Đỗ Phú Quý và Trúc, hai bạn đã có bằng lái xe gắn máy chưa? Dạ có rồi ạ. Có cũng như không có. Có cũng như không có. Có cũng như không có. Tại vì là với những cái sự gan dạ và cũng như là pha một chút điềm tĩnh của em trên những cái chặng đường mà em đi xe. Dạ. Thì em nghĩ là cái việc mà em có bằng lái nó cũng như là không có bằng lái. Bởi vì em không vì em... lái. Dạ đúng rồi. Nói chứ thật ra thì lâu lâu mình ra đường thì mình cũng có gặp những cái trục trặc này trục trặc kia. Yeah. Thì lúc đó là nó sẽ rút cho cái kinh nghiệm bản thân nhiều hơn cái việc là một chiếc tấm bằng trong cái ví của mình. Một chiếc tấm bằng trong cái ví của mình. Một chiếc tấm bằng trong cái ví của mình. Một chiếc ví hay là một tấm bằng em? Thì cái tấm bằng nó nằm trong chiếc ví thì mình có thể gọi tóm tắt chiếc tấm bằng. Cảm ơn em rất là nhiều. Đội này thì có một cái bằng lái xe gắn máy đúng không? Một bằng lái xe để trong ví chưng cho vui. Còn bên này xin mời các bạn giới thiệu tí xíu nha. Xin mời. Quý ơi, chị thì cũng chẳng có gì ngoài bằng. Em kể cho bé nó nghe em có bằng gì. Bằng học sinh giỏi lớp 1 này. Bằng lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 này. Anh cũng có nha bé. Ok, 12 năm. Nhưng mà bằng lái xe thì lại không có. Lái xe thì lại không có. Cuối cùng bằng lái xe chưa có. Tức là em bằng gì cũng có nhưng mà bằng lái xe không có. Nhưng mà bằng khen thưởng thì rất nhiều. Dạ, lượt tiếp theo thuộc về Lưu Hiền Trinh, xin mời. Đây là biển báo đường hầm ạ. Lưu Hiền Trinh lại sử dụng đáp án trước cho đáp án này. Thông báo đường hầm. Chưa chính xác. Đây là biển báo thông báo của đường hầm. Cũng chưa chính xác. Và đây là một đáp án. We'll be right back.